Hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 5, Linh Hiểu Cộng đồng Phật giáo đã cử hành đại lễ Vê Sắc tại Mississauga Celebration Square và mừng sinh nhật Canada tròn 150 tuổi. Đây là buổi lễ Phật đản quy tụ tất cả cộng đồng Phật giáo đến từ các quốc gia đang sinh sống tại Toronto. Các giáo sĩ Phật giáo từ các quốc gia khác nhau và nhiều tín đồ trong trang phục văn hóa của nước mình đi diễn hành quanh City Hall. Sau đó là lễ khai mạc với sự tham dự của hơn 2.500 Phật tử thuộc các cộng đồng như Đài Loan, Campuchia, Ấn Độ, Tây Tạng và Việt Nam. Lễ Vesak 2017 do 4 Phật tử phối hợp tổ chức dành cho các gia đình và những người đánh giá cao sự đa dạng văn hóa tại Mississauga và vùng GTA. Sự kiện có phần trình diễn các bài hát, điệu múa, trưng bày nghệ thuật và ẩm thực Đông Nam Á. Tại các gian hàng Phật giáo, nhân viên tình nguyện nói tiếng Anh cho những người có thể tìm kiếm thêm thông tin về triết học và thực hành Phật giáo. Những người tham dự sẽ được nghe các bài hát đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Khmer, Miến Điện, Thái Lan, Nhật, Lào, Việt Nam. Hiện diện trong ngày lễ mừng Phật đản có thị trưởng Mississauga bà Bonnie Crombie, thượng nghị sĩ Victor O và đại diện các cộng đồng Phật giáo, trong đó có thượng tọa Thích Tâm Hòa của chùa Pháp Vân. Lễ Vesak tức là cái lễ tam hợp nói lên ba sự kiện lớn của Đức Phật. Thứ nhất là lễ Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thứ hai là lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo tại Bodh Gaya, và thứ ba tức là lễ kỷ niệm Đức Thế Tôn vào Niết Bàn tại Kushinaga. Ba cái lễ này được diễn ra, được xảy ra vào cái tuần trăng của tháng Vesak của Ấn Độ. Cho nên cái lễ tam hợp tức là lễ Vesak là kỷ niệm chung cho ba cái ngày lễ quan trọng của Đức Phật. Hàng năm tất cả Phật tử của các sắc tộc từ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam, Tây Tạng đều trở về đây để cử hành kỷ niệm ngày lễ Đức Bổn Sư Thích Ca đản sinh. Đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và trong những năm đầu thì chúng tôi là một trong những người ban tổ chức, nhưng năm nay vì bận việc Phật sự cho nên chúng tôi không có nằm trong ban tổ chức, nhưng chúng tôi cũng có kêu gọi tất cả Phật tử Việt Nam cùng về tham dự ngày lễ này rất là đông đảo. Thì trong cái dịp này là cái dịp mà cầu nguyện cho thế giới được hòa bình và đồng thời cũng hướng về đất nước Canada để kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhật của Canada và cầu nguyện cho đất nước Canada nói chung cũng như là tất cả các thành phố, các địa phương trong đất nước Canada này, các cộng đồng sắc tộc được bình an. Đó là cái ý nghĩa của ngày lễ Vesak hôm nay. Mục đích mình đến đây, thứ nhất là mừng lễ Phật đản sanh, thứ hai là tất cả cùng mọi người khắp nơi trên thế giới mình cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới được bình yên và hòa bình, và đặc biệt là 150 năm kỷ niệm ngày birthday của Canada, thì cầu nguyện cho tất cả những người đều có mặt ở trên Canada này được hưởng một sự hạnh phúc nhất và an lành nhất, và với một đất nước hòa bình nhất. Sau phần phát biểu của đại diện các Phật tử, kế đó là nghi thức tụng kinh cầu nguyện do các thượng tọa tăng ni đồng tế cầu nguyện cho một đất nước Canada hòa bình, và cuối cùng là lễ phóng sinh kết thúc vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.